Chào tất cả các quý vị nha. Ở video này tôi giới thiệu tới các quý vị về cái tay điều khiển cửa cuốn của Đài Loan loại IH121. Tức là cái dòng tay điều khiển cửa cuốn này là trước đây rất là nhiều người lắp. IH121 hoặc là IHAB đấy. Trước đây rất là nhiều người lắp và hiện nay một số đơn vị là người ta chuyển nghề, người ta không cung cấp tay điều khiển này nữa, nên là cũng rất là nhiều khách hàng cũng không biết mua ở đâu, nên là tôi cũng làm cái video này để giới thiệu tới các quý vị về cái sản phẩm tay điều khiển IH121 này được chúng tôi cung cấp đấy. Chúng ta cùng quan sát này, tay điều khiển IH121. Bây giờ mua tay này rất là khó bởi vì nó cũng tay mới ra, motor mới thì nó cũng khác thế này, nó không giống như thế này nữa, nó cũng là IH nhưng mà IH khác, nên là khi chúng ta sẽ phải tìm kiếm, có thể là qua cái video này thì chúng ta muốn mua thì chúng ta có thể biết được cái nơi chúng tôi được cung cấp là Vinastar, là số điện thoại tôi có để cái tiêu đề ở video đấy. Còn cách cài đặt thì khi các vị mua về thì tôi sẽ hướng dẫn cách cài đặt cụ thể, là trên hộp điều khiển nó có cái nút chúng ta mở ra, nó có cái nút chúng ta nhấn vào nút đấy và chúng ta bấm tay điều khiển nút bất kỳ để cho hai bên nó nhập má là được. Còn cụ thể thì đến lúc là các vị mà tôi nói qua đấy, lúc mà các vị bên thợ cơ khí ấy, thì có thể tự lắp được, còn đối với người tiêu dùng ấy mà không lắp được thì có thể là liên hệ với số điện thoại tôi để bên dưới. Hiện nay tay điều khiển này chúng tôi đang bán với giá là 450.000 đồng một cái nha, 450.000 đồng một cái là tại ở Hà Đông đấy. Thì các vị mua hàng thì là chúng tôi sẽ chuyển phát nhanh, cái cước chuyển phát nhanh chắc là mất khoảng 20-30.000 đấy, là mua về số lượng một cái. Còn các vị mua số lượng nhiều cái thì có thể là chúng tôi sẽ giảm giá đấy. Video này tôi quay là như vậy, nếu mà ai muốn xem các sản phẩm cửa cuốn hay là lam chắn nắng chớp nhôm thì có thể kích vào đường link website ở bên dưới. Ai có hỏi thêm gì thì để lại bình luận bên dưới. Đặt hàng thì liên hệ với số điện thoại tôi có để dưới tiêu đề video. Video này tôi kết thúc ở đây. Cảm ơn các vị đã xem. Hẹn gặp lại quý vị ở video mới nhé.